không đá cửa nữa. Mấy đứa đá truyền truyền nhau thôi. Anh ra hỏi đi, em hỏi. Sao bà? Bà đi thể dục đấy ạ. Dạ vâng. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cái này vẫn còn khỏe lắm. Dạ. Đây nhà cháu ở đây. Chỗ bên cạnh nhà mà bác Lừng á. Nhà bác Lừng á. Dạ vâng, bên cạnh nhà bác Lừng, dạ vâng. Cháu là ở cái nhà bên cạnh ấy, cháu thuê trọ ở đấy. Dạ vâng. Dạ vâng. Cháu mua chai nước ra đây ngồi cho mát. Ngồi chơi nhìn đội trẻ con này nó đá bóng. Dạ vâng, cháu ngay đầu công viên này. Dạ vâng. Đây, ra xin.